Trời ơi, cái phòng này đây là cam mộc luôn á các bạn. Cam này là không có một cái chút ánh sáng gì. Mọi người nhìn nó có rõ hay không? Trời ơi, đã cái mặt xấu quá. Vẫn đẹp. Ok, vẫn đẹp rồi, bấm show luôn á nha. Đây là cam thường luôn, không phải là login thích gì nữa hết, mà là cam thường luôn. Cam là normal, không qua chỉnh sửa. Nó chạy như là con vịt vậy đó. Ok, rồi để luôn ha các bạn, chắc là mắm thêm miếng son nữa chắc nó đỡ gớm rồi ha. Mọi người xem tạm nha, tại vì thà là chỉnh cái cam á, chứ chỉnh cái âm thanh là mắm không có biết được chỉnh. Mắm chỉnh hồi là banh xác, banh dành luôn. Rồi, chào cả nhà. Thấy gớm thật. Mấy bạn kỳ quá à. Từ từ để người ta trang điểm, giờ người ta không có cái luộc nữa. À hôm qua mắm bỏ show với ra mắm quay không có kịp, nên là sorry mọi người về cái vụ bỏ show tối hôm qua. Hôm nay sorry luôn về cái vụ đi trễ đó, lên còn lồng lộn, sorry mọi người. Các bạn đợi chút xíu nha, mắm mới vừa xin được cái luộc cute lắm mà kiếm không ra. Đây, đây là cái luộc xuất thân nó hơi bị kỳ chút xíu. Đây là luộc khách sạn. Mọi người đợi chút xíu nha, mắm chị thêm một xíu sau nữa thôi là xong rồi. Ghê quá. Chào cả nhà, chào tất cả các bạn mới vô. Chúc mọi người tối vui vẻ. Tươi rồi đó, tươi rồi đó. Được chưa ta? Mọi người xem có bị giật lắc hay âm thanh như thế nào thì các bạn cho mớ biết nha. Tại vì phòng này mớ cũng mới vừa qua chiếm đoạt á. Mà phòng này hồi nãy giờ là không có cài sẵn phần mềm cam nào hết trơn. Mớ lên bằng cam thường. Các bạn thấy bình thường là cam ảo là cái da là trắng như là bức tường đó, mà bây giờ cam ảo là cái da bị tường dìm. Các bạn vô đây các bạn chủ yếu là xem bức tường còn đẹp hơn xem món. Rất là kỳ. Chào mọi người nha, hôm nay món sẽ chào chung các bạn nha, tại vì bữa nay món đi hơi trễ chút xíu á, là các bạn thông cảm nhé. Không có chào từng bạn được, nó mất thời gian quá. Bữa nay là chào chung từng người đi. Bây giờ mình hát bài mới trước nha mọi người. Nói bài mới vậy thôi chứ thực ra cũng hát hoài à. Bây giờ sẽ tặng cho các bạn một bài hát tâm trạng, rồi xong rồi mình sẽ qua nhạc vui. Tại vì bây giờ mớm là trong trạng thái đang bị say ke, mà mớm hát nhạc vui là mớm sẽ quên lời, nên hát nhạc buồn chậm chậm thôi, nhiều khi mình còn nhớ lời. Tặng các bạn bài này nè, bài này mớm cũng thích mà mớm thấy các bạn ít nghe ha. Bài mới ra của Bảo Anh đó mọi người. Bạn nào có hai lên hai thì mớm nha. Xí xí hát bài này để tỉnh tỉnh xíu rồi kiếm bài vui tặng các bạn nhé. Chưa tỉnh nha. Hãy cho em xin một lời thoát để em được thôi nhớ ai. Hãy cho em xin một cảm xúc để tìm em thôi tan thành cháy đá. Và rồi để em lại yêu lại say với cơn yêu ngày xưa, giờ chẳng đã nhạt phai. Héo hon em từng đêm bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. Hãy cho em xin lại nụ hôn để em được hôn bờ môi đã khô. Hãy cho em xin một câu nói, dù là lừa dối nhưng thà anh nói. Còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang em từ lâu về nơi ngủ sâu, đã dắt em cùng với niềm nhớ thương anh.
biết là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ, rồi cứ khóc rồi lại thôi. Chẳng biết không ai vì ai đã, chẳng còn nữa mà cứ ngờ ai vẫn đâu đây. Yêu tìm lời thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà không nhớ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lời thoát, tìm công tay giờ ngồi đây, ai khóc nơi đâu đây. Trời, mặc bộ đồ hát cái bài này hợp lý luôn các bạn, bộ đồ như là ma nữ. Chào các bạn nha, chào mọi người. Hôm qua món bỏ xô nè, sorry các bạn nào mà đã vô đợi. Hãy cho em xin lại nụ hôn, để em được hóng bờ môi đã khô. Hãy cho em xin một câu nói, dù là lừa dối nhưng thà anh nói, còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đã mang em từ lâu về nơi ngục sâu, đã giăng em cùng với niềm nhớ thương anh, dù chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được ghen, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ, rồi cứ khóc rồi lại tôi. Chẳng biết khóc ai vì ai đã, chẳng còn nữa mà cứ ngờ ai vẫn đâu đây. Yêu tìm lời thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lời thoát, tìm không thấy giờ ngồi đây, ai khóc nơi đâu này. Là bài Ai khóc nổi đâu này nha các bạn. Hình như là món vô món tự giới thiệu trong món ngồi món hát, trong các bạn không quan tâm bài hát luôn, các bạn quan tâm bộ đồ ma nữ gì của tôi hay sao ấy. Nay món xinh quá, cảm ơn phù du nha. Hôm nay là món bị dìm á, chứng tỏ là tôi đâu có bị là cam dập đâu đúng không. Tôi dập lại cam luôn mà, tôi đâu đến nỗi nào mà bị cam dập đâu. Chào các bạn nha, chào mọi người. Hôm nay mắm chào chung nha cả nhà. Bạn nào có hai lên hoa giùm mắm nha. Bạn nào rảnh tay thì có thể share về Facebook để kéo mem giúp mắm với nha. Dạo này mắm thấy là hơi vắng nè, chỉ có là mấy trăm triệu anh em thôi, buồn quá. Ít nhất mình cũng được là mấy tỷ để mình còn có động lực mình quẩy rồi. Xin bài ý em sao đi bạn. Ok, mắm cũng định tặng các bạn một bài rap vui vui. Cảm ơn Thành nha, cảm ơn Thành đi vui. Cả nhà ơi, Room 88 thì mở hẹn các bạn tối mai nha, để mắm nghỉ dưỡng sức, mắm về thành dưỡng sức hôm nay nữa, rồi ngày mai mình sẽ lên lại Room 887 và sẽ phát áo thành viên thêm nha. Hôm trước là các bạn nhắn là đổi tên lồng lộn xong rồi online quá trời mà không thấy mắm đâu, tại vì mắm đi quay mắm bị dập quá. Thường là MV người ta sẽ quay liên tục luôn để rắc co để cho nó xong hết luôn á, nên là ngày hôm qua là dập mắm nguyên một ngày, sáng nay là một buổi sáng nữa. Nên là mắm đang trong giai đoạn bị đuối, bị sảng, các bạn thấy không? Mới vừa ngủ thức là mắt mở không lên, bị sảng. Nên là mọi người thông cảm nếu mà mắm có nói cái gì tào lao mà các bạn không hiểu, tại vì mắm nói mắm cũng không biết mắm nói gì đâu. Rồi bây giờ tặng các bạn bài rap ý em sao nha. Mọi người thích bài gì comment lên giùm mắm nha. Ok, bây giờ ý em sao nè. Ý em sao mà mắm nhầm là ý anh em sao. Tào lao hết sức. Mắm mới ngủ thức luôn á, mới vừa lên trễ 6 phút. Ý đâu có trễ đâu, nãy đúng 5 phút là lên. Chuẩn men. Xin cho tặng giới thiệu với bà con. Xin chào. Các bạn lên like giúp mắm nha, xin xin. Chơi dính chuột không cần hại, không đi ôm những môi trường. Chị mắm nhớ thứ 7 tuần sau có bất ngờ cho chị. Ôi thích thế. Ok. Ngắm hoa lệ rơi. Rồi xong rồi này đến là ngắm hoa lệ rơi. Ủa, mình đã ngáo rồi mình còn đặt. Ai rớt bạn, rớt bạn. Ngoài ra, giật mình còn có tác dụng bẫy được các loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến, gà giá.
phương cách sử dụng được hướng dẫn chi tiết trên đó. 42 kg, cao 1m4, như là xem mình tìm anh hết chỗ. Thầy bói đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Câu chuyện mai trúng số là anh trước em liền, vì cái tính em hiền. Yêu em thì là miễn phí, nhưng thứ đồ bằng miệng là phải tính thêm tiền. Vui nằm ngoài nhà em nè, tí anh ngứa mang theo trầu cao. Má cũng như ân rồi vậy nhờ ý em yêu. Sao cưng ơi em ráng cho anh thằng cu đầu lòng cho anh sống như chưa từng mơ. Đêm này hết năm châu rồi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ. Đừng có nghĩ là anh đã dễ dãi, ê ai 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 ai, sẽ là vợ của ai trong tương lai. Tao còn thung nữa à. Dân cơ cho em mê trong vặn thơ, bề ngoài anh gangster như là thích ông trăng bơ. Điện thoại không bao giờ tắt máy, bận em thích gì cứ nói, nghe mà anh đổi trái thận. Mê em bơ có hộp xoèn, mê đến khi đang đầu bạc cơ cho một đèn. Quy nằm ngoài nhà em nè, tí anh hứa mang theo trầu cao. Má anh cũng vừa ân rồi vậy giờ ý em yêu. Sao cưng ơi em ráng cho anh thằng cu đầu lọc cho anh sống như chưa từng mơ. Đêm nay hết năm châu rồi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ. Đừng có nghĩ là anh đã dễ dãi. Ai ai mình hát đúng không luôn ai? Tiếng thần của anh đi món ok. Mọi người thích tại gì các bạn comment lên đây nha. Rồi món sẵn thời gian mà đang suy nghĩ bài hát với lại đang trong thời gian sẵn sàng, thông báo lại một lần nữa về cái vụ offline nha các bạn. Món thấy là các bạn bị nhầm giữa cái bữa offline với cái bữa mà sinh nhật chính của Mắm luôn á. Thì sinh nhật của Mắm là ngày 4 tháng 6 thì ngày hôm đó thì nói chung là chắc là chị đi với team hoặc là bạn thân thôi, chứ Mắm không có thời gian để đi tùm lum nhóm á, là chết luôn. Cho nên là mình sẽ dời ngày offline, thì nói chung là nhập chung sinh nhật và offline luôn. Trong mùa hè năm nay thì nằm trong khoảng giữa tháng 7, đầu tháng 7 hoặc là giữa tháng 7 thì Mắm sẽ thông báo khi mà có ngày cụ thể cho các bạn ở trên group gia đình Mắm nha. Các bạn bị nhầm với ngày sinh nhật, các bạn kêu là chuẩn bị ngày 4 tháng 6 rồi mà Mắm không thông báo gì offline hết. Mình không có offline ngày tháng 6 nha các bạn. Mắm rất là chăm cho mấy bạn 2K, là cho các bạn thi xong hết rồi mình mới đi đó. Bởi vậy tôi đâu quan tâm đâu kệ Mắm chứ à. Thì ông không đi thì thôi, có người khác người ta đi, chứ ông la làng lên làm người ta quê. Bây giờ Mắm tặng các bạn bài Ngắm Hoa Lệ Rơi nè, hồi nãy bạn nào yêu cầu nè. Bữa nay giọng cũng hơi mắc cười, không sao, Mắm sẽ bất chấp được. Yên tâm, chỉ cần là các bạn kéo mem vô giúp Mắm là lên hoa giúp Mắm là được nè. Bạn nào mà chưa vote bình chọn thì có thể là vote mấy trăm sao giùm Mắm luôn nha. Ngắm Hoa Lệ Rơi, à rồi nhớ rồi nhớ rồi, của anh Hoa Vinh nè. À không phải, bài này của quên tên ông đó luôn nè. Rồi ok, ngày mai giờ lên 887 Mắm sẽ báo trên group sau nha các bạn nha. Hôm nay Mắm còn hơi đuối quá nên là chắc nghỉ ngơi thêm hôm nay nữa rồi mới lên. Chuẩn bị có MV chăn vịt vui lắm các bạn. Nhưng mà Mắm không có chăn vịt, Mắm đóng vai tiểu thư. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ em một mình đành lặng thinh, nhìn anh bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã cho trao, nhưng tại sao đến hôm nay lộ hiện tại anh đã không còn được nhận lại. Bên cạnh người tình mới anh đã quên rồi, để em khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau,
Cái gì mà giờ này rủ nhậu tùm lum vậy các bạn? Đang buồn nghe bài này lại mắm muốn khóc hả? Ok, bài sau mình sẽ kiếm một bài thiệt là vui tặng các bạn. Chứ mắm cũng đang trong trạng thái buồn ngủ. Đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ là xa lạ. Con đường tình giờ em một mình đây lặng thinh, nhìn anh bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã cho trao, nhưng tại sao đến hôm nay đủ hiện tại anh đã không còn được nhận nại. Bên cạnh người tình mới anh đã quên rồi, để em khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, em vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu mà đành buông lời những câu buồn mỗi khi em ngắm hoa những dòng lệ rơi. Em giờ đang khác đi, em biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi. Em chung anh luôn nở nụ cười yên vui. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, em vẫn luôn cất sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu. Ta phải xa rời nhau, nhau kia dần úa màu. Trong lòng buồn mỗi khi em ngắm hoa những dòng lệ rơi. Ai giờ đang khóc đi, em biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi. Em chúc anh luôn nở nụ cười yên vui. Chúc anh luôn nở nụ cười yên vui. Hoa Mướm hát hay quá. Đó, các bạn đã từng nghe bản cover của anh Hoa Vinh. Đây là bản cover hơi bị sai sai của bạn Hoa Đào. Bây giờ mình qua bài vui nha mọi người. Nãy giờ hát bài buồn quá mà Mướm hát mấy bài này xong cái Mướm nó rơi về trạng thái lúc nãy là sảng sảng rồi. Tỉnh tỉnh được chút xíu hết bài này xong cái tào lao lại. Ok, Thiên Thần của anh, bài Thiên Thần của anh là một bài rap cute cũng được. Ok, hay là bài gì mới mới hơn chút xíu, như là bài Người Âm Phụ rồi bài Yêu Đương gì đấy. Chứ là mình cứ là Thiên Thần của anh suốt. Can You Sing Run Now NTP Please. À, bài Run Now chỉ ngay đi. Ok, ngồi là Mắm thử rượt thử cái Mắm kịp chưa. Tại vì mấy bữa nay Mắm không có thời gian để nghe nhạc. Người Âm Phủ rap cho Phil hả? Ủa, Mắm thấy Người Âm Phủ đâu có Phil đâu các bạn. Chỉ có cái đoạn mà Phil là cái đoạn mà nhà em còn bán rượu không, rồi chuyện với anh em sách quá đấy. Cái đoạn đấy đấy, nhiều khi là nó còn Phil Phil một xíu tại nó có rượu. Chứ bài đó Mắm thấy có Phil gì đâu. À, nghe chán rồi hả? Ok vậy, Mắm sẽ tặng các bạn bài Thiên Thần của anh bằng giọng Huế. Đấy, là nó hết chán đúng không? Hình như bài này Mắm chưa có cover giọng Huế bao giờ hết. Thử bằng giọng Huế đi. Ủa, biết nào, trời đất ơi. Chắc đây, chắc đây. Bạn nào có hoa lên hoa giúp Mắm nha. Chào các bạn mới vô. Anh dạy em giọng Bắc hả? À, em cũng có bạn giọng Bắc nhiều lắm, nhưng mà em chưa có nói được tốt lắm thôi. Chứ nếu mà nói sơ sơ thì thôi cũng được, không đến nỗi nào. Thiên Thần của anh giọng Huế nha. Phước My nghe xem có giống Huế không ạ? À, các bạn nào ở Huế nghe thử giùm không?
Ừ, hôm nay vui, trời đẹp hơn mọi ngày. Có lẽ nên chạy tóc và bước xuống phố và tìm ai để nói chuyện không? Để chứng tỏ mình còn sống, đánh bóng giá trị của bản thân, không chỉ biết viết ra vài dòng. Đưa bàn tay đón ảm nắng, chia tay một ngày nhà đêm đen. Đặt câu hỏi có gì vui, không phải có anh như hứa hẹn, mà vì đêm qua có một chàng trai bước ngang qua đời em. Người ta cho em nhìn thấy ánh sáng vì từ một nơi em rất lành. Anh ấy có nụ cười đẹp như anh nhưng sáng hơn, bởi vì anh ấy không sự giả tạo trong từng cử chỉ lúc dồi hơn. Anh ấy thích được yêu một cách hòa minh và chân thật, cũng khác ở anh thích vui đùa cuối cùng từng người ra đi mật. Anh ấy rất trẻ con nhưng thích được gọi là người lớn, khác hẳn ở anh là một chàng trai hoàn hảo không kém cũng không hơn. Anh ấy là nắng hay có là mưa, hoàn toàn điều đó em không biết, cũng chẳng quan tâm vì đối với em nắng mưa anh ấy đều rất tuyệt. Anh ấy là một thiên thần nhưng anh ấy đi bằng đôi chân. Anh ấy không hề tính tưởng những người giả tạo đôi mặt thiên cần. Anh ấy có những tính cách né hoài bảo một người em yêu, và anh ấy rất sợ tình yêu là thứ tâm hồn anh ấy đang thiếu. Anh đến để chết cái sợ lập trò trống mà anh phải chịu, anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Em chỉ muốn nói ra vài điều, con nịch đến bên anh bất kể mọi lúc khi anh cần. Vài người con trai em nói là ai, là anh đó trong tương lai à? Nhìn mong cay mắt quá vậy. Ok, chắc là cái quạt này nó hỏi không á. Các bạn nghe xem là cái giọng ní có giọng giọng Huệ không nhá. Chắc là cái quạt nó hỏi vô cái mắt quá. Tiếp tục, còn một đoạn nữa. Chắc không thể đẹp được như cánh hoa, nhưng là lời nhạc bỏ bữa cơm vì sẽ không bằng sự dội trả. Em tự hỏi đến bên em liệu anh có thể làm được gì, chỉ là yêu thôi và yêu thôi mãi mãi không ngừng nghỉ. Cách chứng minh sự chân thật đã là tốc độ của thời gian, nhưng không bị phải mất bao lâu. Thôi em mặc kệ anh phó thác, cứ làm những gì anh thấy vui, quản lý cuộc sống em nếu thích. Em bất ngờ khi nhận ra yêu anh đâu phải là chút ít. Em muốn có một gia đình, có anh và những đứa con. Ok, em hứa sẽ làm điều đó, lời hứa này em sẽ làm tròn. Mở lòng để đón nhận thay đổi suy nghĩ và tư duy, đừng đánh đồng em với một ai khác vì em băng linh hơn anh nghĩ. Tất cả chỉ là bàn đạp đưa anh chỉ đến cuộc đời em, đâu phải chỉ anh mới có quá khứ một cách không vui và chân thật. Kế hoạch đó sẽ bị tràm. Thôi chàm nói tôi nọ, mình quả là mình tặc là được rồi. Chà mừng chị mố. Ta người Huế thấy giống là được rồi hay mà. Đó, các bạn ở Huế các bạn nghe giùm á. Thì chắc chắn là nó sẽ hơi giống giống thôi, chứ không thể nào mà nó giống hoàn toàn được. Đó, tại vì mắm không phải là gốc Huế luôn. Các bạn đợi xíu mắm sửa cái nơ lại, chứ để mình lồi như vậy là đâu có được. Phải che lại. Đây giống giọng Nghệ An hơn hả? Mới nhớ giọng Nghệ An như thế này nè các bạn. Giọng Nghệ An nó sẽ lai giọng Bắc một chút xíu. Giọng Nghệ An nó sẽ đâu. Con nhịp đến bên anh bật kệ mọi lúc khi anh cần, và người còn say em nói là ai, là em đón trong tương lai. À, nó sẽ lai giọng Bắc một chút xíu. Giọng mà Nghệ An Thanh Hóa gì đó các bạn mới nhớ là nó lai lai giọng Bắc chút xíu. Còn giọng Huế thì nó lại lai giọng Nam. Che gì á mắm, thì che cả áo nè. Đó, nó một cái nơ ở đây, tự nhiên nó hở cái lỗ ở đây mình. Hỏi tới luôn à, mấy bạn kỳ quá. Mấy bạn hỏi được, các bạn hỏi tới luôn. Bây giờ mình qua giọng gì nữa. À quên, qua bài gì nữa đây. Các bạn yêu cầu đi, mà rồi mắm hết tặng. Mắm sẽ tặng các bạn bài Người Âm Phủ bằng giọng miền Nam nhá. Tại vì mọi người nghe cover giọng miền Bắc nhiều rồi, mình qua giọng miền Nam. Chứ bài này mắm cover giọng Bắc được. Ba xỉm còn chưa ngủ, uống bao nhiêu cà phê giờ nên làm sao mà ngủ. Bài này là giọng Nam nha, hát giọng Bắc nghe quen rồi. Ba giờ em còn chưa ngủ, tương tự về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chờ phải người Âm Phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc này em cũng như là nhỏ trên mây.
tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng, để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em toàn là thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện em đó đâu phải ngày một ngày hai, nếu như anh gần đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để anh remix là em sẽ lên luôn. Từ khi gặp anh em lại thấy bay bổng, chưa cần thấy chật chội và chẳng còn dập khuôn. Lại để em nói nhỏ, anh làm cái gì cũng để em phải nói o. Mặt thì ngáo ngáo, điều cười thì ngơ ngơ, rút ngày nói linh tinh vớ vẩn cũng để đều em về mà ôm mơ. Chuyện trò với anh cả đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê, không cần không cỏ không men không rượu, nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhé. Nhà anh có bán rượu không? Mà nói chuyện với anh em say quá, dừng lại nhanh. Cười thêm cái nữa là tìm em đứt phanh. Nhà anh có sao anh lại không ở, mà lại chuyện hộ khẩu vào tim em. Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại? Vậy thì đến đây với em đi, chứ sao mà cứ qua tìm ai. Dòng tay em không quá lớn chân, cũng chẳng được quá dài, nhưng mà để ôm anh chỉ đến với anh, thì việc gì với em mà không. Chị Móm ơi, ơi chị nghe, chị nghe. Móm ơi vừa tặng các bạn là bài Người Âm Phủ mà bạn giọng miền Nam đó, kiểu cho nó lạ lạ một xíu. Xem cần chưa ngủ, chúng ta phải anh với mình là cho đủ. Cho Người Âm Phủ thì ngủ để bay, mà sẽ mẹ không cho bạn làm tình đại. Móm dạo này auto sinh luôn hả? Mắc cỡ quá. Rap bài Lý Cây Bông, Móm ngày nào mà không sinh. Đó bởi vì Mớm là lựa được hai cái comment là hay nhất trong ngày. À các bạn ơi, 887 tối mai nha mọi người. Hôm nay Mớm vẫn còn đuối đuối quá. Giờ này lên chứ thực ra là Mớm đang trong trạng thái là cũng lân lân bay bay. Không phải là do hút cầm hay là do đập đá gì đâu nha, mà là do đi quay á. Từ sớm là Mớm ngủ có mấy tiếng đồng hồ, mà người ta kêu là trạng thái thiếu ngủ á, thì cho dù có uống 5 ly trà sữa thì nó vẫn vậy. Nhớ lại rồi, nãy giờ không kịp đi mua trà sữa uống. Phải chi mà có trà sữa, nãy lúc mà lên show là tỉnh rồi. Các bạn hôm trước á, Mớm được tặng một cái cây lược rất là đẹp. Đây cây lược này. Và sau khi mà đi đến đâu á, Mớm cũng lấy ra Mớm chải. Cái ai cũng giờ mết. Mớm sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật là một câu chuyện thật là hay, thật là hấp dẫn. Cũng thấy cũng không hay lắm, hơi xàm, nhưng mà các bạn nghe đi. Mớm lấy cây lược ra Mớm chải đi, mà Mớm chải trong tự hào lắm các bạn. Giống như là ủa bạn tặng mà lâu lâu nó tặng cây lược, mặc dù cây lược là không đáng giá bao nhiêu đó, tự nhiên bạn tặng cây lược mà quá quá trời thích. Đi đến đâu móc ra, nó nhỏ nữa các bạn, nó bỏ vô túi Mớm rất là gọn. Thì Mớm đi đến đâu Mớm cũng lấy ra chải đó, chải tung tăng đến từ quán ăn cho đến quán trà sữa, cho đến quán cà phê. Mắm đi khắp mọi nơi. Và mỗi khi mà Mắm lấy ra chải là ai cũng dòm. Nhỏ nhạc kể chuyện, ok em nhỏ lại rồi nè. Thì Mắm đi đến đâu ai cũng dòm, dòm như là quái vật ngoài hành tinh. Mà Mắm thấy cái lượng này có con khỉ gì đâu mà dòm. Thì sau một ngày đi quay thì Mắm được mấy anh trong đoàn kêu, tại sao người ta lại dòm em? Tại vì cái lượng này là cái lửa trong khách sạn. Và cái đúng không các bạn, cái lượt này là ở trong khách sạn, mà những cái khách sạn mà mấy cái vô không hiện tại sao à, mấy cái khách sạn mà tính giờ đó các bạn, là nó thường có cái cây lược này, và sau đó nó để trong cái bao sao, cái bọc sau đó. Mà nói chung là nhìn nó người ta sẽ liên tưởng ngay đến là những khách sạn mà kiểu là vô nhanh, nó vô lượt dùng một lần. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu giống như là vậy ấy. Thì ai cũng dòm, tôi vẫn tự tin, tôi tưởng tôi đẹp, tôi tưởng tôi đẹp, tôi chải suốt ngày suốt đêm. Thì sau khi Mớm biết cái đó thì Mớm mới gọi cho bạn, Mớm hỏi là mày lấy cây lược từ khách sạn đúng không? Nó nói ừ, vô khách sạn xong lấy về tặng mày luôn đó. Các bạn thấy là bạn bè của Mớm, các bạn thấy không, cái sự thân yêu của tụi Mớm ghê không? Nó ra nó kêu là ừ, vô khách sạn xài xong đem về tặng mày luôn đó. Có nghĩa là nó lấy từ trong khách sạn, mà nó không phải lấy là còn nguyên trong bọc, mà nó không còn zin luôn. Nó lấy nó xài rồi, xong rồi chắc là nó lỡ tay, nó bỏ vô ba lô, rồi nó thấy Mắm không có lượng, nó tặng. Trời, bạn bè công nhận thương yêu. À, bạn bè thân thiết thương yêu, không thể tưởng tượng được.
đó thì phải chi nó có lòng á các bạn, nó đi chơi đi bời gì đó, nó đi du lịch cũng được đi, thì nó thấy nó phát hiện là có cái lượt đẹp quá nó mang về nó tặng mớm thì ít nhất người ta cũng đừng có xài, người ta lấy nguyên cái lượt còn trong bọc còn zin người ta đem về rồi người ta tặng cho bạn mình, ai đâu mà xài rồi lấy chà xài tươi cái răng luôn. Mà bữa đó mắm tưởng là nó tốt bụng lắm, riết là bạn bè gì đâu, không chấp nhận được các bạn thấy không. Mớm đánh rơi người yêu kìa, em mà có người yêu em cũng đánh rơi cũng được nữa. Trời đất ơi, người yêu mà ông làm như là cái gì, bỏ vô bọc xong xách đi đánh rơi. Nhưng mà nếu mà đánh rơi một ly trà sữa với đánh rơi người yêu thì chắc mắm sẽ lụm ly trà sữa thì nó hơi bị phũ phàng thiệt. Nhưng mà tại vì trà sữa là phải lụm lên liền, không thôi là nó ngã nó bể là nó đổ hết. Còn người yêu té thì kệ nó, từ từ nó đứng dậy nó đi theo mình được đó. Ví dụ đi, ví dụ là đánh rơi giữa một ly trà sữa và một anh người yêu thì chắc là mớm sẽ lựa chọn là nhặt ly trà sữa trước. Ok, sau thời gian xàm thì các bạn muốn nghe bài gì nữa mọi người comment lên mớm tặng nhé. Mớm mở nhạc nhạc hoa đó nha. Các bạn mà không yêu cầu là mớm sẽ mở nhạc hoa lên đó. Tôi mở, tôi nói là tôi làm liền. Bữa nay tôi tập bài này mà, tôi tập bài này bữa nay là xuất sắc luôn. Đây. Giống nữ với chính trong Thiện Nữ U Hồn. Đây là chương trình không dành cho những bạn yếu tim, cũng không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
lớn. Tôi đang nhắc ba mấy ông á mà tự nhiên cửa mở xỉu. Nhưng mà em nghe cái cặp chứ là em không nắm về. Hết rồi. Ok, mình tỉnh lại rồi, mình tỉnh lại rồi. Cảm ơn anh vì ly trà sữa, vì bị yếu tim mà cùng bị ống hù. Mớm đã có ly trà sữa tỉnh ngủ. Đúng rồi, cũng tỉnh tỉnh được chút xíu. Nhưng mà đang bị tim thần từ từ để tôi tỉnh. Lúc nãy là bài Hạ Tâm á các bạn. Bài này nói về một cái cuộc tình rất là thê thảm. Mình mới vừa diễn xong. Giờ này làm gì có ma? Thì đúng là bình thường tôi đâu có sợ ma đâu. Tại vì tự nhiên tôi dẹo dẹo, tôi đi nhắc ma làm chi, xong rồi cửa mở cái cặp xong tôi muốn xỉu luôn. Bình thường là không có sợ. Bình thường ví dụ các bạn khác, anh An ổng mua trà sữa cho má mấy lần rồi, mở cửa mới đâu có sợ đâu. Tự nhiên đang nhìn vô màn hình, đang trắng đen, bài Họa Tâm đang vật lên, cửa mở cái cặp, gặp mấy bạn là mớ mấy bạn sợ không? Chứ đâu phải tự nhiên sợ đó đúng không? Ta sợ là ta sợ có lý do rồi mà. Rồi, mấy bạn muốn nghe bài gì nữa? Mấy bạn la làng lên, vẫn còn 10 phút nè. Không mà bài này hay thiệt luôn á. Bài này đúng hay luôn. Nhát người ta không sợ mà mình bị nhát. Đúng ra là tôi đâu có sợ đâu. Tự nhiên bị cái tiếng mở cửa nó mới giật mình. Chứ nãy giờ hát gần hết bài chứ bộ. Bây giờ mình kiếm nhạc nhạc gì giờ? Nhạc xưa hả các bạn? À thôi, mới sẽ tìm một bài tặng cho các bạn lớp 12. Các bạn chuẩn bị thi đúng không? Các bạn còn khoảng, chắc là khoảng 2 tuần nữa các bạn thi hả? Mới sẽ tặng các bạn bài Giấc Mơ Thần Tiên. Ngày mai mới tặng các bạn bài Đóng Băng gì mình cùng nhau đóng băng của chị Thùy Chi nha. Tại vì bài đó mới mới nghe, chưa có hát được mà hay quá. Ngày mai sẽ tặng cho các bạn cuối cấp bài đó. Để tối nay tập cố gắng không bị bể dĩa. Trời ơi, ông giống như quản lý không rồi đó. Lại gì vậy? Ông thôi là ông gật đầu. Tình thơ hả? Tình thơ cũng được. Nhưng mà mới thấy bài này nó hợp chủ đề hơn nè các bạn. Bài nó dễ thương hơn nè. Ngày mai sẽ tặng mọi người cái bài Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Hay lắm, mọi người nghe thử bài đó. Thương bên nhau cho ta vượt tôi với bao mơ mộng. Biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời. Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thần tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào dường như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ấy gìn giữ mãi trong tim. Từng trang giấy vẫn đang chưa quen thuộc kia vơi. Những ước mơ trẻ con chưa chưa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau kề buồn ngơ ngã. Thời gian hỡi đâu có lướt qua ngày xưa nhớ. Nhưng với những bạn thân người giữ trên môi nụ cười. Để mai ngày kia trong tim nghe vắng xa hãy nhớ về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên tôi hóng cho. Chúc các bạn 2K năm nay các bạn nhé. Kiên Giang mình đẹp lắm. Ok, từ từ chị hát nha. Ôi mắm còn có 10 phút thôi. Chắc là độ khoảng tầm 2 bài nữa. Ok. À, mọi người hết bài gì các bạn comment nha. Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng. Biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời. Bạn nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thần tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau.
những yêu sâu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ấy gìn giữ mãi trong tim, từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia vơi những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây vườn dài trong sân nơi chúng ta gặp lên một trái tim. Theo giờ đây khi xa nhau kia buồn ngỡ ngã, thời gian hơi nó có lướt qua như xưa nhớ. Nhưng với những bạn thân nơi giữ trên môi nụ cười, để mai này kia trong tim nghe vắng xa hãy nhớ về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên tôi hóng cho, dù cho thời gian mang ta lớn dần thơ xa mãi, dù rằng giờ đây mỗi đứa một nơi, tình bạn của ta nguyện xếp giữ mãi thật sâu trong tim, để mai này làm hành trang cùng bước vào tương lai. Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia vơi những ước mơ trẻ con chưa chưa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây vườn dài trong sân nơi chúng ta gắn lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau kia buồn ngỡ ngã, thời gian hơi đâu có lướt qua ngày xưa nhớ. Nhưng với những bạn thân nên giữ trên môi nụ cười, để mai này khi trong tim nghe vắng xa hãy nhớ về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên tôi hóng cho. Ủa, món tặng cho mấy bạn 2k luôn rồi, sao mấy bạn ngồi lớn lớn mấy bạn vô nhận hàng không vậy? Tôi chỉ tặng cho mấy bạn chuẩn bị thi đại học thôi nha. Trời đất ơi, toàn là mấy bạn sinh viên, mấy bạn đã ra trường và đã đi làm vô nhận hàng không. Đây là bài giấc mơ thần tiên. Ôi sao hú thế? Alo. Mắm còn khoảng 8 phút nữa thì chắc là tặng các bạn được khoảng 2 bài nữa. Mọi người muốn nghe bài gì nữa ra? Vì yêu mà gì? Vì yêu là nhớ nha. Xong rồi mình qua một bài rap là hết giờ luôn là hợp lý. Sorry các bạn vì ngày hôm qua bỏ show. Nãy giờ sorry mấy lần rồi đó nha. Anh làm kiểu vậy? Ghi nhận. Tặng mọi người bài Vì yêu là nhớ luôn nha. Bài này là tặng chung nè. Còn bài hồi nãy là tôi chỉ tặng cho mấy bạn 2k chuẩn bị thi đại học thôi nha. Vô nhận bà con không hả? Bây giờ món tặng các bạn bài này, rồi một bài rap dễ thương nào nữa đó, xong rồi ốp nha. Mắm còn có khoảng 7 phút nữa, được tầm 2 bài nữa. Ngày mai hình như là không có show 88. Ngày mai tối mình sẽ lên 887 đi. Đúng ra là tối nay lên nè, nhưng mà mắm vẫn còn hơi mệt, nên thôi hôm nay nghỉ phẻ một ngày nữa thì tối mai sẽ lên. Đó, rồi áo quần gì đó thì ngày mai đòi sau nhé. Không cơ là mấy bạn lên hoa nhiệt, ngày mai sẽ có clip mới. Không mà clip này là không có dìm hàng, yên tâm. Clip này là cũng hên xui ha, không biết ổng quay thì sao nữa. Đúng rồi, cũng hên xui lắm. Bây giờ bạn đợi. Không, clip dìm hàng là clip hôm qua em ngủ bất chấp trên Vinzy á, là mới dìm hàng. Quay cũng đâu biết ai đâu, em chụm vít đầu vít đấy. Ok. Anh từ ánh dương và xanh đến đây xóa tan giã anh ở tận sâu trong trái tim này. Anh từ ly cà phê sớm mai cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi, một nụ hôn khi ta trao về nhau đời mãi sẽ không phai. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ, một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai, nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Tình yêu là thế, tình yêu là thế. Nhiều lần buồn bã đã khiến trái tim nghi ngờ, nhưng với bên nhau vui vẻ rồi đi. Thế gian còn nhiều tương tư, thế nhưng là
sương và mây xanh đến đây xa tan giá lạnh ở tận sâu trong trái tim này. Anh từ ly cà phê gió mai cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi một hôn khi ta trao về gặp gỡ đã thấy đang say một đời nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Tình yêu là thế, tình yêu là thế, nhiều lần buồn bã đã khiến trái tim nghi ngờ đừng vội yêu nhau vội đã rồi đi. Thế gian còn nhiều tương tư thế nhưng lại chờ lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Vì yêu là nhớ, vì yêu là nhớ, một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai nguyện cầu hạnh phúc. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ mà vẫn quên lời, vẫn hát vì yêu là nhớ xong vì yêu là nhớ luôn. Không tin tưởng được luôn. Hay nhất nách rồi. Không anh, bài này em vẫn còn chưa có lên nổi tông, vẫn vẽ dễ. Hôm sau là em tập lại là sẽ hay nhất nách sau nhé. Bây giờ mình còn ôi còn có 2 phút mà mắm tử thôi, còn lâu. Tặng các bạn một bài rap mà ngắn ngắn ha, để mắm sệt thôi. Lại trước nha, mình còn 2 phút nữa để nick show đặc biệt lên là mắm ốp á, mà bây giờ để mắm để sợi bài rap rồi nó dễ thương chút xíu. Để xíu nha, mình sẽ đu bơi theo clip của sếp là bài chạy ngay đi. Tuần sau mình sẽ quên, mắm chưa có nhận lịch tuần sau, mắm chưa có đọc lịch tuần sau nữa. Củ hành. Nhưng có cố đến mấy, nó vẫn không phải là củ hành. Nét đi, đây là quảng cáo thôi. Rùa không kịp. Từng chút nói nhớ hôm qua đâu về làm bước tức tế vội pha. Con tim sẽ không cùng chung đôi nhịp dù cái lạnh băng còn đâu đồng ấm quen quen vô tâm. Không, cái bài này của Zero Nine à, các bạn bạn cũng hay lắm à. Mấy bạn tối ngày mấy bạn troll là Zero Nine, người ta biết bữa nay người ta ra bài hay hết sức, hay xuất sức. Bye bye mọi người chút nha, mình nhay nhay đợi cho hết giờ rồi. Mắm ốp luôn. Bây giờ chắc không kịp hát bài gì nữa đâu, nhưng mà để show đặc biệt lên mắm mới ốp được. Bye bye cả nhà trước nha, cảm ơn các bạn đã vô chơi, chúc mọi người tối vui vẻ nha. Giờ này chắc là chúc các bạn tối ngủ ngon luôn ha. Những lần yêu sẽ chết đến từng tế bào, có những lời nói không bao giờ nên nói ra. Còn yêu nhau nữa có chắc trái tim mình yêu, còn nhớ nhau, còn biết đâu xa nhau thế nào. Bye bye. Lần nhớ đến quên cả chính mình. Có những lần khóc, nước mắt nhạt nhòa giấc mơ. Chẳng còn yêu nhau, có chắc trái tim bình yên.
còn nhớ nhau, còn biết đâu xa nhau thế nào. Đôi khi có những điều cần phải nói, đôi khi trên môi là những điều giả dối, đôi khi sâu lưng là một sự mệt mỏi. Không thốt nên lời, nhắm mắt cũng đành thôi. I know mình nói vẫn ổn như anh đâu. Em chuyển một tại anh, giờ em đang nơi đâu? Anh đang là anh và anh đang là ai? Lần hứa ngọt ngào rồi như đây đã tàn phai. Biết hay hả? Đã mắm xem lịch rồi hình như đến show đặc biệt đúng không ta? Đúng rồi, bây giờ nick show đặc biệt lên là mắm sẽ up nha. Bye bye các bạn. Tuần sau gặp lại nha, chắc là thứ hai sẽ show lại. Tại tuần này mắm lại xin up thứ bảy chủ nhật. Mắm sợ bị xâm hơi ngày chủ nhật á, nên là mắm xin up rồi. Hôm nay chắc mệt lắm hả chị? Hôm nay chị hơi hơi thôi em. Cảm ơn Hằng Ni nha. Hôm nay chị ở cái chế độ là hơi hơi, vẫn quải quải nhưng mà không như hôm qua. Hôm qua là mắm lên công ty, mắm lên mắm cất đồ ở dưới lầu 3, xong mắm ban tùm lum hết. Ở dưới lầu 3 nó dành chỗ ngủ á các bạn. Mắm lên lầu 10 mắm ngủ luôn. Ăn súp không nè hả? Bây giờ ông mua tới mấy giờ là ông có súp cho tôi ăn? Ông trả lời đi. Chứ bị không? Tôi đợi là tôi chết tại đây. Mắm đợi không nổi rồi. Bây giờ tính là mua mấy giờ? Chị nhớ em là được rồi nha. Ừ em sao mà quên được? Sao chị đâu có mất trí nhớ đâu mà đến nỗi chị quên em. Nghe lời Nhật Tiến thì nhịn còn hơn đúng không? NT là ông Nhật Tiến đúng không? Ông ăn ở sao mà người ta kêu ông là nghe lời ông là thà nhịn còn hơn kìa. Đó, ăn ở làm sao? Sao lâu vậy ta? Mắm đang đợi ốp. Để mắm còn ăn giọng nữa chứ. Lâu quá. Bây giờ để mắm lên nhạc xếp cho các bạn nghe. Sẵn mắm tập hát luôn. À đây rồi. Ok, nick show đặc biệt đã lên rồi. Các bạn ở lại xem show đặc biệt nha. Bye bye mọi người, cảm ơn cả nhà đã vô chơi. Hẹn gặp lại tuần sau nè.